Ok, và hãy xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình lại đó. Đấy, thì đây là hình của mình, đó. Và bên cạnh mình thì đây là con Dogger, à không, đây là con Dogger, đó. Đó, con Dogger của mình đây. Và còn đây chính xác không phải là mặt mình nhá. Đây là mặt của Hoàng. Hoàng ở đây là Hoàng, Hoàng Alex. Đấy, thì đây là mặt của Hoàng Alex nhá. À. Trông đẹp trai vờ lờ. Có hai ông già, một ông đang ngồi đây, có ông chơi lầy bu với ông còn lại. Yeah. Và đầu tiên chúng ta cùng đến với đó là quả bóng tuyết nhá. Đó, và khi các bạn đó, và đây, đó, một quả bóng tuyết. Thì nó có một số cái chức năng khá là đặc biệt. Đấy. Này, ném vỡ bức tranh. Đó. Và nó cũng có thể tấn công mob nhá. Đó. Nhưng mà tuyệt nhiên thì mình không biết trong mấy cái trận Sky War của các bạn nó như thế nào. Nhưng mà ở trong chế độ sinh tồn bình thường ấy, ở trong Minecraft bình thường này này, thì cái này đấy, thì cái quả bóng tuyết này thật sự rất là vô dụng. Mặc dù trong Skywar thì nó thật sự rất là bá đạo đấy. Nó có khả năng đẩy lùi, nhưng mà ở trong chế độ sinh tồn đấy thì quả bóng tuyết này thì nó sẽ không thể tấn công được người chơi nhá. Đó. Và nó cũng không thể làm mất máu người chơi. Việc duy nhất nó làm ấy thì dùng để tấn công mob này, ném bức tranh này, đó, như các bạn vừa thấy lúc nãy. Hoặc là đuổi một số những cái con vật mà các bạn không thích nó ở trong nhà của các bạn, thì các bạn hãy ném bóng tuyết vào nó. Đó, rất là vô dụng. Các bạn có ném đến tối con cừu này nó cũng chẳng bao giờ nó chết được đâu. Và chúng ta cùng đến với và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái đường ray. Đường ray gì nhỉ? Thì đây không phải đường ray tăng tốc nhá. Đường ray tăng tốc thì mình khá là thích nó. Thì đây mình gọi là cái đường ray activator á. Activator ray. Cái đường ray activator là cái gì? Thật sự mình không biết. Và tác dụng duy nhất của cái đường ray này đấy, đó là đây, mình sẽ cho các bạn xem. Và tác dụng duy nhất của nó đấy, đó chính là khi mà cái minecart đi qua cái đường ray này thì nó sẽ bị lật. Đấy, các bạn nhìn nào. Đấy, các bạn sẽ không thể ngồi được lên nó. Đấy là tác dụng duy nhất của cái đường ray này. Thật sự mình không hiểu nó dùng để làm gì. Đó. Và mình 100% mình chẳng biết cái này dùng để làm gì cả. Bạn nào biết thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhá. Và chúng ta cùng đến với và đây là cái thứ vô dụng thứ ba. Đó là một cái khối đá, nhưng mà không phải đá bình thường. Đó là đá mọc rêu. Và cái đá này thì nhìn trông rất là xấu xí, cọc cằn. Đó, và các bạn không thể sử dụng nó để trang trí nhà hay là một được một cái gì đó nó đẹp đấy, thì không thể sử dụng được cái này. Đấy, nhìn trông nó rất là xấu luôn. Nhưng mà bản thân mình thấy cái khối đá này nó chẳng có cái tác dụng gì cả. Nó không thể sử dụng để chế tạo được nhá. Và tác dụng duy nhất của nó đó là đặt xuống. Đấy, vậy thôi. Và tiếp theo thì nó sẽ không còn là một cái item nữa. Và đó là một cái con mob. Thì đây là con người tuyết, một trong những cái con vật mà sinh ra chỉ để trang trí thôi. Thì nó có một cái tác dụng khá là đặc biệt. Đó là các bạn có thể farm tuyết với nó. Đấy, farm vô tận mấy quả bóng tuyết này luôn. Thì như các bạn đã biết thì bóng tuyết thì nó vô dụng đấy. Nên tất nhiên rồi, kéo theo đó là con này nó cũng sẽ vô dụng theo. Nhưng mà có thể bạn chưa biết thì đó là cái này có thể craft thành một cái khối tuyết. Nhưng mà cái khối tuyết này thì nó cũng chẳng có cái tác dụng gì cả. Mình không biết thì các bạn có thích xây nhà tuyết không nữa. Nhưng mà cái này không. Nhưng mà cái này nói sao giờ nhỉ? Thôi bỏ qua đi. Thì coi như cái điểm này nó có quan trọng một phần nào đó đi. Nhưng mà cái phần này thì chắc chắn vô dụng này. Đây mình sẽ thử cho các bạn này.
Đứng lại mày, đứng lại. Ê, đó. Thì đằng sau cái thì các bạn có thể thấy đây là một cái mặt bí ngô. Và khi mình cắt mặt bí ngô ra thì một cái điều cực kỳ là đáng sợ nó sẽ hiện ra. Ờ, đứng lại mày. Phát yêu. Đúng không? Đứng lại, ok. Đây mình sẽ cho bạn xem này. Cái đền. Rồi mày đứng lại cái nào mày. Đứng yên. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhá. Lại. Cắt. Ta-ra. Đó các bạn thấy chưa? Mình đã cắt được cái mặt của nó đi rồi. Và đây là cái thứ bên trong. Vâng. Thì cái thằng này thì chắc chắn nó vô dụng rồi nhá. Cái này không. Cái này thì không ai có thể bàn cãi được rồi. Đó. Chạy mau ấu dâm đấy. Chạy mau không bị ấu dâm đấy. Chạy đây. Và tiếp theo cũng là một cái con vật khá là vô dụng. Đó là con rơi nhá. Đấy thì con rơi vô dụng đấy. Thì miễn bàn rồi. Thì con rơi này nó chẳng có một cái tác dụng gì cả. Đó. Mặc dù kể cả các bạn giết nó nhá. Đây mình sẽ giết nó nè. 1, 2, 3. Đó và chắc chắn rằng nó sẽ không rơi ra bất cứ một cái gì cả. Kể cả kinh nghiệm. Đấy thì một con vật rất là vô dụng. Và cái con rơi này đấy thì nó chỉ đi vòng thì nó chỉ bay vòng quanh và kêu mấy cái tiếng kêu chít chít ấy, nghe cứ như con chuột ấy. Và cuối cùng nếu mà các bạn muốn lấy nó như kiểu là để dọa ma đấy thì các bạn nghĩ lại đi nhá. Chẳng có ai lấy con rơi đi dọa ma cả. Bởi vì cái con rơi này đấy nhìn trông đấy nó chẳng đáng sợ một tí nào luôn, nhìn trông mình chỉ thấy buồn cười thôi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái đồng hồ, một trong những cái item rất là xàm. Đó, một cái đồng hồ. Thì đồng hồ đấy thì nó là bằng vàng nguyên chất nhá. Và nó còn có thể xem giờ nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy là các bạn chỉ cần nhá. Các bạn chỉ cần thò đầu ra ngoài cái là các bạn biết trời sáng hay tối rồi. Thì trong Minecraft đấy thì nó không như ngoài đời. Các bạn có thể thích làm gì cũng được. Đấy. Có thể nói như vậy. Các bạn thích làm gì cũng được nhá. Nên các bạn cũng không quan tâm đến thời gian lắm. Cũng chẳng cần ngủ. Cũng các bạn có thể nhịn trong vài ngày. Đó. Mà kể các bạn sống dưới hang ấy, nếu mà các bạn muốn biết mấy giờ thì đơn giản các bạn chỉ cần viết một cái câu lệnh rất là đơn giản thôi. Các bạn viết như vậy. Đó, vậy là chúng ta đã biết được bây giờ là mấy giờ rồi. Số này là số 5.000. Số 5.000 ở đây có nghĩa là hiện tại đang là buổi trưa. Đấy, 13.000 là buổi xế chiều, 14.000 là buổi tối. Đấy các bạn chỉ cần nhớ được như vậy là các bạn đã có thể làm được rồi. Cái câu lệnh đấy thì nó sẽ không tính là hack đâu nhá. Và đứng đầu bảng chúng ta, một item cực kỳ nổi tiếng trong giới trẻ trâu. Đó là cái cây chết. À. Thì nhiều bạn bảo nó không vô dụng ấy. Thì như kiểu là ở trong sa mạc ấy thì nó sẽ không có gỗ. Và đồng nghĩa với việc đó, nó cũng không có cây. Nó cũng không có bất cứ một cái cây nào không có gỗ. Thì cái cây này đấy, thì cái cây chết này đấy, khi mà các bạn đập nó thì nó sẽ có một cái tỷ lệ rớt ra một đến hai cái que. Đó, một cái que à, hai cái à, nhiều phết nhỉ. Nhưng mà mình thề các bạn, đó là cái mình thả rằng kia mình chặt một cái khúc gỗ và cái khúc gỗ đấy nó sẽ làm được hẳn 8 cái que nhá, thay vì đập. Và cái cây chết này đấy thì nó cũng như kiểu là nó phân rã ra toàn bộ cái sa mạc đấy, chứ nó không tập trung được ở một chỗ nào cả. Nên khi mà các bạn đào cây chết
thì các bạn lại phải đi rất là xa các bạn mới có thể kiếm được cái thứ hai. Đó, một cái đấy các bạn thấy chưa, các bạn cứ bảo nó là không vô dụng này rồi đủ các kiểu, chứ chỉ có trẻ trâu mới cần đến cái cây chết thôi. Đấy, mình thà mình rời khỏi sa mạc đấy, mình tìm đến một cái khu rừng nào, bởi vì cái sa mạc thực sự nó cũng không có rộng lắm, nó không như kiểu sa mạc Sahara nên cũng không phải sợ. Các bạn chỉ cần rời khỏi sa mạc thôi, các bạn muốn kiếm gì thì kiếm, đỡ phải cứ phải vào trong sa mạc làm gì, đỡ phải tốn thời gian. Mà mình đoán chắc chắn các bạn, khi mà các bạn đi xa một chỗ nào đó thì 100% các bạn sẽ phải chuẩn bị những thứ quan trọng. Và thứ quan trọng đó thì chính là gỗ đây. Đó. Và nếu bạn thích video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật video, để có thể cập nhật video mới nhất. Và cũng như là đồng hồ mình, ok. Bye bye.